Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe Hyundai Grand i10. Phiên bản này là cái phiên bản sedan quý bạn nhé, sedan số sàn, và nó là cái phiên bản đủ, phiên bản 1.2 quý bạn ạ. Đấy, chiếc xe được sản xuất năm 2018. Đấy, và lăn bánh cũng có hơn 7 vạn km rồi các bạn ạ. Đấy, phiên bản đủ này thì xe được trang bị option đầy đủ rồi các bạn nhé. Khóa thông minh, đè nổ, start top. Đấy, và chiếc xe này là màu trắng các bạn ạ. Nhìn về bên ngoài các bạn thấy đây, một chiếc xe rất là đẹp này. Màu trắng, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm, chưa có bị xước xát gì cả các bạn ạ. Tất cả về cái phần ngoại thất bên ngoài đều còn nguyên bản và còn rất là mới các bạn nhé. Đấy, nhìn về cái phần đằng sau thì các bạn thấy được là xe cũng đã được trang bị đầy đủ cả camera lùi, cảm biến lùi các bạn ạ. Đấy, ngoại thất bên ngoài đây ạ, bấm tay thì mở cửa, khóa thông minh, bấm tay mở cửa các bạn nhé. Và xe cũng đã được bản đủ thì nó có cả la răng đúc rồi các bạn ạ. Đấy, bản đủ thì có khóa thông minh và la răng đúc rồi các bạn nhé. Đấy, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Rất là đẹp luôn các bạn ạ, màu trắng, lăn bánh có hơn 7 vạn km thì còn rất là mới các bạn nhé. Nguyên bản từ dàn lốp này và cụm đèn pha đều rất là mới, rất là đẹp. Vì chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đâu. Nhìn về cái phần đầu thì các bạn thấy đấy ạ, còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Màu trắng rất là đẹp rồi các bạn ạ. Nhìn về cái phần nội thất bên ngoài thì các bạn thấy đây, ngoại thất bên ngoài, nước sơn bên ngoài, keo chỉ các thứ là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Đấy, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem về cái phần nội thất bên trong của chiếc xe các bạn này. Đây là cái đồng hồ công tơ mét của chiếc xe các bạn nhé. Vô lăng cần số này còn nguyên bản này. Đồng hồ công tơ mét thì chiếc xe lăn bánh 7.2 km rồi các bạn ạ. Đấy, xe cũng đã được trang bị màn hình Android. Đấy, rất là đẹp luôn, toàn bộ từ những cái phần nỉ trần này đều rất là đẹp này. Bộ ghế da, đấy, bộ ghế da cũng được kết hợp giữa màu đen và màu vàng kem, rất đẹp, rất sang, rất sạch sẽ các bạn nhé. Đấy, và lót sàn da đầy đủ hết cả rồi các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2, phiên bản đủ, rất là mới, rất là đẹp các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không bị tai nạn, không bị ngập nước gì cả. Tất cả keo chỉ, máy móc còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Và là ở cái phiên bản đủ này, vô lăng, cần số này đều rất là đẹp các bạn ạ. Đấy, chúng tôi cam kết, có thể cam kết với quý vị và các bạn bằng văn bản là nó còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là chỉ 275 triệu đồng thôi các bạn nhé. Vâng, chỉ 275 triệu đồng thôi thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản sedan 1.2 bản đủ các bạn ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Grand i10 2018 này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang đến từ kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Đấy, đây là cái phần cốp sau của chiếc xe các bạn nhé, nguyên bản từ những cái cốp sau đây, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là những cái ốc này nó sẽ còn nguyên bản các bạn nhé. Đấy, còn nguyên bản và còn rất đẹp đấy ạ. Đấy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên còn nguyên bản, nỉ lót sàn rất đẹp này, lớp sơ cua còn rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, đây là những cái phần cốp sau
đều chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu quý bạn ạ. Những cái phần nỉ ở cúp sau đều rất là đẹp, rất là mới luôn quý bạn ạ. Đấy, một chiếc xe 2018 lăn bánh hơn 7 vạn, tính là mỗi một năm lăn bánh có hơn 1 vạn km thôi quý bạn ạ. Đấy, tất cả toàn bộ những cái phần cúp sau, rồi những cái phần táp bi cánh cửa phía sau này, nội thất ghế từ phía sau này đều rất đẹp, rất là mới, vì chiếc xe này chạy quá là ít các bạn ạ. Mỗi một năm mới lăn bánh có hơn 1 vạn km thôi các bạn nhé. Đều rất là đẹp này. Phiên bản này là cái phiên bản 1.2 và là cái phiên bản đủ, cho nên là đã được trang bị khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Toàn bộ những cái phần lót sàn này, đấy, những cái phần vô lăng cần số tay phanh, đấy các bạn xem này, đều rất là mới luôn các bạn nhé. Tất cả là còn rất là mới, rất là đẹp này. Màn hình Android thì cũng đã được chủ xe trang bị cho chiếc xe này rồi. Đầy đủ màn hình Android, camera lùi, cảm biến lùi. Phần cảm biến lùi cũng là phần lắp thêm các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn. Toàn bộ từ táp lô đến táp bi cánh cửa này đều rất là mới, rất là đẹp thưa với quý vị và các bạn. Tất cả ngoại thất và phần nội thất thì đều rất là mới, rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Đấy, Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc i10 này là một cái khối động cơ xăng 1.2 lít các bạn ạ. Đấy, và điều mà tôi muốn cho quý vị các bạn cùng xem là ốc tai này, ốc cabo này. Đấy, tất cả là còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Đấy, còn nguyên bản nhé. Đây là cái phần cabo, keo chỉ cabo này, còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Điều này chứng tỏ chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé, cho nên là nó mới còn nguyên bản và còn được đẹp như thế này. Đấy, ốc cabo còn nguyên, còn zin, chưa có một vết tháo nào các bạn nhé. Đấy, tất cả những cái ốc tai còn nguyên hết luôn các bạn ạ. Và cái phần động cơ này thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi, nhưng mà quý bạn xem là tất cả nó nguyên bản, từ những ốc giàn cò cho đến ốc chân máy, ốc mặt máy, các thứ là còn nguyên bản hết và còn rất đẹp các bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi cam kết luôn với quý bạn là nó còn nguyên bản, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2 sản xuất 2018 này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.